Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tất cả các bác chim bán hàng rong. Đấy. Thì cái bộ loa em giới thiệu rất là nhiều về cái sản phẩm bên em là âm ly chạy bia quy 12V xe máy ô tô xe đạp điện, phục vụ cho các bác chim dựng đi bán hàng rong. Các bác đi ô tô các bác nên lấy loa 15, và các bác đi xe máy thì các bác lấy loa 15 hoặc các bác lấy loa 10 thì nó gọn hơn. Đây là sản phẩm của loa 10 nhá. Đây là loa 10 dùng cho một bác khách là đi bán bánh mì Bixi đấy bằng xe máy. Đây là một bộ loa âm ly do bên tự chế chạy bằng bình ắc quy 12V. Các bác có thể chạy bình xe máy hoặc ô tô xe đạp điện đấy, chạy một cấp nhá, miễn là cái điện 12V là ok đó nhá, không cần phải to nhỏ gì hết. Nếu như các bác mình đi về xe máy thì xe máy tự nạp, các bác xin đi xe điện thì các bác về bác tự nạp vào bình xe điện, và đi ô tô thì bác đấu trực tiếp vào bình ô tô đấy, vì cái này là điện chạy bằng thẻ nhớ cho nên là rất là nhẹ điện, không ảnh hưởng gì đến mình các bác nhá. Tất cả mọi người đều đấu vào bình xe máy là chủ yếu đi bán hàng rong trên đường hoặc ô tô là các bác có thể đấu trực tiếp vào bình xe máy ô tô luôn. Đây là sản phẩm bên em là một cái âm ly này, một bộ nó bao gồm là một cái âm ly này, một cái loa 10 này và thẻ nhớ có tin giao sản luôn. Đây là bác khách bán bình bình mì Bixi đây. Khách bán chị S Car bánh mì Bixi đập ruột thơm ngon đây, bánh mì Bixi đập ruột thơm ngon đây, ai bánh mì Bixi đây, ai bánh mì Bixi nào, bánh mì Bixi đập ruột thơm ngon đây, bánh mì Bixi đập ruột thơm ngon đây, ai bánh mì Bixi đây, ai bánh mì Bixi nào. Các bác nào có nhu cầu đi mua bán hàng rong bằng hãy liên hệ với số điện thoại của em là 0976 149 112, bên em ship hàng cho bác trên toàn quốc nha. Âm ly chạy điện 12V kết nối bình ắc quy xe máy ô tô xe đạp điện và loa 10 loa 15 đấy, các bác đi xe máy các bác lấy loa 15 loa 10 thì nó nhỏ nhẹ hơn, còn nếu như các bác mà lấy đi ô tô thì bác nên phải lấy loa 15 đấy. Còn nhiều bác là đi xe máy vẫn lấy loa 15 bình thường đấy, thì loa 15 với loa 10 Lâm nói sơ qua một cái loa 10 và loa 15. Loa 15 thì nó to và cồng kềnh, loa 10 thì nó nhỏ gọn, đi xe máy nó tiện hơn. Còn hai cái đều các bác dùng, các bác đi chợ thì các bác không thì mở hết công suất được, kể cả hai cái nha. Nhưng mà cái loa 15 á, đi ô tô á, thì các bác phóng, các bác cũng để mở thêm nên phóng nó xa hơn các bác. Còn loa 10 các bác đi xe máy thì các bác cũng không mở hết cỡ được đấy, cho bác chỉ mở đi tầm nửa quay lại là thấy là to lắm rồi đấy, công suất của cái vô to nhỏ chỉ gần một nửa là thấy là to lắm rồi
Đấy, cho nên không cần thiết là phải lấy lo phải làm khi đi xe máy thôi nhá. Đi chợ bán hàng rong ở trên đường thì chắc chắn là các bác phải mình lo hết. Nhưng nếu như các bác mà bây giờ mà bác không dùng lo thì nó không bao giờ hiệu quả. Đấy, bây giờ người ta dùng lo là hiệu quả rồi các bác. Thank you.
đến bộ thứ hai thì tạm thời em dừng video đến đây nhé. Các bác nào mua hãy liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112, bên chiến hàng Dương Bắc trên toàn quốc nha. Âm ly hát âm ly chạy 12V chim dựng để dùng cho anh em đi mua bán hàng rong. Và sản phẩm bên em hiện tại bây giờ đang trên thị trường là tỷ lệ là chuẩn nhất ha. Các bác cứ tham khảo nhé. Đây là một âm ly do bên em tự chế 100% nhé, chạy bình áp 12V, bùa hộp nó bằng nhôm. Các bác đi cả ngày cảm nhiệt rất là tốt, các bác chỉ cần kê lốt cẩn thận, các bác đi rất ok. Còn mọi cơ sở khác em nói các bác nha, người ta làm bằng hộp gỗ này, đây chỉ bỏ một tí những nơi vào trong bên trong thì công suất nó chạy nó không được mát nhá. Đây là em làm cả hộp luôn, đây là cái bí kíp cuối cùng video em nói các bác nha. Thôi video tạm thời em làm đến đây, xin chào và tạm biệt các bác nha. Chúc các bác đi buôn bay bán đất, xin chào tạm biệt.